Lời khẳng định của cầu thủ Thanh Nhã cho thấy sức mạnh lớn đẳng cấp World Cup của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với đội bóng đứng thứ hai thế giới. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam có một bàn thắng ghi vào lưới đội bóng Đức đứng thứ hai thế giới, dù kết quả sau cùng thua với tỷ số 2-1. Thế nhưng điều này đã nói lên thực lực lớn của thầy trò huấn luyện viên Đức Trung dù thua kém về thể hình khi so với các đội bóng châu Âu, châu Mỹ. Sau trận đấu Thanh Nhã chia sẻ, trước trận chúng tôi tự nhủ phải thi đấu tốt, hạn chế bàn thua chứ không nghĩ đến việc ghi bàn và lưới của một đối thủ mạnh như Đức. Thanh Nhã cho biết cô đã tận dụng thời cơ hiệu quả trong thâm tâm ai cũng muốn ghi bàn nhưng rất khó vì thế khi cơ hội đến tôi thầm nhủ phải tận dụng khoảnh khắc này và tôi đã làm được bàn rút ngắn có phần may mắn nhưng đó là công sức của tập thể ngoài chia sẻ về thành quả của cá nhân cầu thủ thanh nhã tiếc nuối cho các cầu thủ khác trong đội tuyển quốc gia của chúng ta vì bị thủ môn đức khước từ nhiều cơ hội ghi bàn thanh nhã nói các chị hải yến dương vân tuyết dung và vũ thị hoa đã chơi rất hay làm tròn công việc của mình trong lối chơi của đội nhưng thủ môn của đức quá hay nếu không việt nam đã có thể giành được kết quả tốt hơn dù sao thì việc được chạm trán với đối thủ mạnh cũng giúp chúng tôi có được nhiều kinh nghiệm và bài học bổ ích hướng tới world cup sắp tới